Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi làm về 20 dạng tiến hóa của em Vivillon nha các bạn. Mà chưa gì đầu tập, cái em Heliolus nó đã xuất hiện rồi nè. Những tập thử thách thì nó không chịu xuất hiện đâu, những tập bình thường thì nó lại xuất hiện. Trời ơi, không thể tin được. Thì mấy con Vivillon đó các bạn, nó sẽ tiến hóa từ mấy con Spilba. Chúng ta sẽ còn đi bắt 20 con Bilba trước đã. Ok, Woodborn không thành công rồi, chắc mình sẽ đi qua quả Timberborn quá. Hình như trong một tập nào đó mình có bắt một cái dạng của con Vivillon rồi. Đó là cái dạng Modern các bạn ạ. Cái dạng đó thì nó sẽ ở vùng Extreme Hill đó. Ok, Timberborn vẫn không thành công. Rồi, để mình tập trung bắt cái con Heliolus này cái đã. Và lần này chưa thành công luôn. Mà nó cũng không có đánh trả lại mình. Tiếp tục là Timberborn đi. Trời ơi, bắt khó quá vậy ta. Heliolus, trời ơi. Này các bạn ơi, đây là Spilba. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Haha, khá xịn. Mình sẽ lượm nó luôn bằng Whipbone nha. Các bạn cũng có thể bắt nó luôn bằng Liverbone cũng được, tại nó mới đạt cấp 11 thôi. Whipbone thành công ngay, một em Spilba. Đó, chúng ta sẽ bắt cho đủ 20 em đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ đi tiến hóa nó thành Vivillon. Trời ơi, mình vừa ngủ cho trời nó sáng các bạn ơi. Và Spilba xuất hiện luôn rồi nè. Trời ơi, nãy giờ đấy. Đúng là tìm nó thật là cực khổ các bạn ơi. Chúng ta chỉ có nửa ngày thôi, tức là từ cái thời gian là 0 tới 6000 để mà tìm nó thôi. Kinh khủng chưa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng luôn quả Whipbone nha các bạn. Whipbone đó, quả cầu bắt nhanh nè. Trời ơi đó. Con này nó cứ nhảy tưng tưng thế. Và lần này, yes, lại thêm một em Bilba mới nữa rồi. Có con Boss Piggy kìa, nhưng mà mình sẽ không quan tâm nó đâu. Chúng ta lại quay trở lại Boss Forest để mà tìm tiếp mấy con Spilba thôi các bạn ơi. Chỗ này nó bị cháy rừng nè, ghê chưa. Ok, tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Đây, có một con Spilba mới nữa rồi nè. Trời, tôi đứng đây lâu mà nó không xuất hiện. Bây giờ cứ bay bay thì nó lại xuất hiện. Đúng là, này, nó đây các bạn ơi. Nhìn nó khá là xịn ha. Rồi, mình lượm nó luôn bằng Whipbone luôn nha. Nhiều lúc chúng ta cũng có thể dùng Liverbone cho nó lẹ cũng được. Rồi, lần này Whipbone. Và thành công liền. Gọn chưa các bạn? Trời ơi, quá đã luôn.
Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mình có nên đi qua cái vùng khác không ta? Đi qua Flower Forest. Đây là cái vùng Flower Forest thứ 3 mà mình đã tìm thấy nè các bạn nè. Mới teleport qua có con luôn nè. Sơi ơi xịn nha. Đó. Khá đã, chúng ta phải thật là nhanh lên. Tại vì có nửa ngày thôi. Khi mà vào afternoon, tức là buổi trưa thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội để mà bắt nó nữa. Đây, spill bar. Lượm mình luôn nha con. Whitbon luôn đi. Whitbon cũng được, không sao cả. Ây da. Và lần này, không thành công kìa. Vậy thôi mình sẽ chuyển qua quả Liverbon nha các bạn. Trời, con này mới cấp 11 thôi, nên là đảm bảo thành công 100% luôn. Mình 100% là mình nói vậy thôi. Đó, một con Spira mới nữa rồi nè. Sao ơi, để mình qua mình lượm nó luôn nha. Đây, nó đây các bạn ơi. Trốn dưới đây hả mày? Lượm mày luôn. Đâu rồi? Liverbon đi. À quên Woodbon chứ. Woodbon có vẻ là nó đang mất dần tác dụng rồi nè. Mình sẽ đi qua cái quả Liverbon nha các bạn. Trời ơi, chúng ta phải bắt cho đủ hết 20 con Spill Bar mới được các bạn ạ. Tại vì nó có 20 loại Vivillon đó các bạn. Ok, ở đây mình sẽ tiếp tục thôi. Rồi, lại qua một ngày mới trong Minecraft nữa rồi các bạn ơi. Chúng ta đã có được 5 con rồi nè. Còn 15 con nữa thôi. Trời ơi, nó nhiều vải trưởng luôn, nhiều hơn Eevee luôn. Ôi ơi, Eevee chúng ta bắt có 7-8 con vậy. Đây đây, một con Spill Bar mới nè. Trời, mình định qua đánh con Cello mà cái con này xuất hiện rồi, nên qua lụm nó luôn. Mày nhảy, mày tính chạy đi đâu? Âm mưu hả mày? Whitbon luôn đi. Whitbon. Và lần này Spira đã được thu phục. Gọn trơn. Có một con mới nó xuất hiện nữa nè, rồi nè các bạn nè. Nãy giờ nó toàn xuất hiện là 2-3 con thôi, nên chúng ta sẽ đỡ được cái số ngày trong Minecraft hơn. Đây Whitbon nữa nha. Đó, Spill Bar. Wow, nhìn rất là xịn các bạn ơi. Đây sẽ là em Pokemon mà có nhiều loại nhất. Kinh lắm luôn đó. Đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nữa thôi các bạn ạ. Kinh khủng thật. Đây. Lại một ngày mới trong Minecraft đó rồi các bạn ạ. Có một con Spira mới xuất hiện nè. Trời, tôi đang đi, đang coi thử thời gian, nó là 1800 các bạn ạ. Nói chung là thời gian mà nó quá 5500 hoặc là quá 6000 thì chúng ta sẽ không có bắt được, và mình sẽ treo máy đến khi trời tối mình đi ngủ thôi. Đó là số công sức bỏ ra đấy. Có con Oreo Scorio màu vàng xuất hiện cạnh bên kia luôn kìa. Nhưng mà con đó thì mình có rồi, mình đã có đủ hết rồi. Đây, lại thêm một em Spira nữa nè. Wow, đá vậy. Ui, xịn nha. Lụm mày luôn nha con. Mình để ý nãy giờ mấy con Spira toàn là cấp 11 với lại cấp 10 thôi các bạn ạ. Các bạn biết vì sao không? Tại vì cấp 12 á là nó sẽ tiến hóa lên con Vivillon á. Nên là nó sẽ xuất hiện với cái cấp thấp hơn thôi. Spira, không còn mới nữa. Wow, xuất hiện nhiều quá ta. Sẵn lụm mày luôn bằng Whitbon nha con. Whitbon. Trời ơi, quả cầu bắt nhanh nè. Đó, lại thêm một em nữa. Quá xịn các bạn ạ. Ôi, nãy giờ combo một phát được 3 em Spill 3 luôn nè. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Tiếp tục lên đường thôi. Wow, nãy giờ thì mình quanh quẩn với cái Boss Forest này. Để cái Boss Forest thứ 3 của mình, mình cứ qua chỗ này hoài á, tại vì mấy con Spill 3 nó xuất hiện ở đây nhiều hơn. Mình cảm giác là như vậy thôi. Mỗi lần xuất hiện nó toàn đi là 2-3 con luôn. Sướng thật. Rồi, cứ bay một xíu rồi chúng ta sẽ tiến hành đi bộ. Để cho nó lót ra. Đây, có một con Spira nữa rồi nè các bạn ơi. Để chúng ta xem thử. Đây, trời ơi, lắc vải trưởng ra luôn. Mấy hôm giờ không biết có phải là cái bản 7.0.6 này nó lắc hay không, hoặc là máy mình lắc nữa, mình cũng không hiểu luôn. Ok. Không thành công hả? Vậy thì mình sẽ chuyển qua quả Liverbon nha. Liverbon. Để coi thử lần này như thế nào đây. Và thành công liền. Đó, phải như vậy chứ. Rồi, em Spill 3 thứ 4 trong ngày hôm nay luôn rồi. Đã thật.
Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi tìm tụi nó thôi các bạn à. Thời gian đang là 4500 rồi kìa. Chúng ta sẽ đi tìm cái kiếm tiếp tục nữa nha. Wow, cái bird forest này thật là rộng lớn. Kinh khủng. Đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. À, có một con nữa nè. Đây là con Spiwa thứ 5 trong ngày luôn. Wow, một ngày 5 con Spiwa. Chúng ta sẽ đỡ đi rất là nhiều thời gian đấy. Lậm mày luôn nha con. Whippon. Đó, lúc nào cũng xài quả cầu bắt nhanh. Cái tỷ lệ nó là 5.0 các bạn à. Nhưng mà xài được một quả thôi. Đó, thêm một em nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nữa nha các bạn. Trời ơi, chắc mình phải đợi qua ngày hôm sau để mà bắt tiếp nữa thôi. Chắc ngày hôm nay là đủ rồi đó. Ok, lại một ngày mới rồi các bạn ơi. Cái màu vàng. Cái con Spiwa nè. Cái màu vàng vàng của mặt trời nó vừa chiếu xuống. Và Spiwa nó đã xuất hiện. Sẵn mình sẽ bắt nó luôn nha. Bắt cho nó đủ 20 con chứ. Rồi, con này thì thành công. Wow, bên kia thêm một con nữa kìa. Con vừa rồi thì nó thành công dễ dàng hơn. Đây, Spiwa. Liệu con này nó có thành công dễ như cái con kia hay không? Chúng ta hãy cùng đón xem nào. Whippon. Và... nó cũng dễ dàng luôn các bạn ơi. Wow, sướng thật. Rồi, chúng ta lại thêm được mấy em Spiwa nữa rồi. Ok, mình sẽ quanh quẩn tại cái Bus Forest này tiếp tục nha các bạn. Cứ bay một đoạn xong rồi mình xuống đi bộ. Bay một đoạn xong rồi xuống đi bộ. Đó, đi bộ thôi các bạn ơi. Tới giờ rồi. Vậy nó mới nhận biết là mình đang ở cái vùng này. Trời ơi, chán thiệt luôn đó. Ok, chúng ta đi bộ thử xem có em Spiwa nào xuất hiện hay không. Ôi. Ồ, thời gian đây là 3800 các bạn ạ. Hay chúng ta phải nhanh lên. Cái thời gian trong đây nó tăng rất là nhanh luôn đó các bạn ơi. Nó không có chậm đâu. Wow. Có con Metabot các bạn ạ. Metabot Shiny. Để mình coi nó màu gì đây. Ui, đâu rồi, bị lắc quá vậy. À, nó rồi đây nè. Nó màu đỏ, màu cam các bạn ạ. Wow. Con thường thì màu xanh, con Shiny thì màu đỏ. Nhìn rất là đã. Đây mình sẽ lượm nó luôn. Thành công ngay. Thêm một em Pokemon Shiny nữa rồi. Ok, xịn nhiên. Quá xịn nhiên. Rồi, Spiwa rồi. Chúng mày trốn ở đâu hết rồi? Ui, chúng ta vẫn chưa thấy các bạn ơi. Căng thật sự luôn. Để mình bay vòng vòng thử xem nào. Thử tụi nó có xuất hiện không mới đã. Spiwa. Thời gian đang là 5001 kia rồi kìa các bạn à. Gần tới 6000 rồi đó. May quá nó còn xuất hiện một con nữa nè. Đây. Đây có lẽ sẽ là con cuối cùng trong cái ngày hôm nay rồi đó. Bắt xong con này chắc mình sẽ đi về chờ trời tối rồi đi ngủ thôi các bạn ơi. Quýt con nữa thôi. Bắt mấy con này đúng là cực khổ mà. Rồi, Whippon. Và lần này thành công luôn. Đó, xịn nha. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường nữa thôi. Wow. Hấp dẫn, hấp dẫn. Trời ơi. Ngày mới tới rồi và cứ lúc nào sáng sớm là con Spiwa nó cũng xuất hiện đầu tiên hết các bạn à. Và nếu nó đang ở dưới vực. Đây, lụm mày luôn nha con Spiwa. Whippon nha các bạn. Trời ơi. Hả? Lụm nó luôn. Và ui, không thành công hả? Hồ ghê đấy. Vậy thì mình chuyển qua Liverpool thôi. Không có gì phải ngại mấy con này hết. Đó, chuyển qua Liverpool cho nó sợ. Và thành công liền. Dưới kia có một cái Lipstone. Để mình xuống mình đào nó các bạn ơi. Đào để kiếm Lipstone Shark chứ. Mấy cái mảnh của viên đá Lipstone. Đấy. Ui, chúng ta được một cục thôi. Cái fortune này lâu lâu nó hên xui quá vậy. Không được rồi. À, có một con Spiwa mới kìa. Đây, xịn nha. Để mình qua mình bắt nó luôn. Spiwa. Mày hả con, lậm mày ngay. Whippon. Nói chung là khá đắn đo giữa hai quả Whippon và Liverpool các bạn ạ. Tôi lậm nó ly rồi.
lụm nó đi đều tính, vẫn không được nè. Vậy thì Liverpool thôi. Liverpool. À, thành công ngay, phải xịn như vậy chứ. Quá đã. Bên đây có con Oreo Choreo màu vàng kìa. Trời ơi, chúng ta lại tiếp tục lên đường nữa thôi các bạn ơi. Ây da, thiệt là căng quá đi. Còn con Spielba nào xuất hiện nữa không? Chui ra một lượt luôn đi cho tôi đỡ mất công coi nào. Ui, vậy chúng ta không thấy cái con nào nữa rồi các bạn ơi. Ui, lắc quá vậy. Đây, ở đây có con bên nearby nè. Để mình qua mình dứt nó luôn nha các bạn. Bên nearby hả mày? Đây định qua đánh con boss thì con Spielba này xuất hiện rồi nè. Xịn nha. Xuất hiện thì mình thu phục nó luôn. Mày nhảy lên không nổi hả? Ăn cho mập chi rồi nhảy lên không nổi. Liverpool nha con. Đó, vậy mới ổn luôn các bạn ơi. Liverpool. Rồi, thành công ngay. Trời ơi, lại thêm một em Spielba mới nữa rồi. Khá xịn. Bên đây còn em nào nữa không? Còn em nào nữa không? Ngày mới rồi đó, xuất hiện đi mấy đứa ơi. Trời ơi, vẫn chưa thấy luôn nè. Đây. Mày đã chịu chui đầu ra rồi hả? Ui, nó nằm ở dưới luôn các bạn ạ. Ui, làm gì mà rớt xuống dưới như vậy? Lụm mày luôn nha con. Đây, Whitburn. Đây, Spielba của chúng ta đây các bạn ơi. Spielba. Và thành công luôn. Khá xịn. Khá xịn sò. Nãy giờ toàn bắt đoạn combo 2-3 con thôi. Có khi là 5 con nữa. Thôi ơi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đủ 20 con sớm thôi. Rồi, tới giờ đi bộ thôi rồi. Cứ bay một xíu là đi bộ cho nó, nó chịu lót cái mấy cái chỗ này ra các bạn ơi. Đây, một con Spielba mới xuất hiện nữa rồi nè. Khá đã ha. Wow, nó ở trên núi hả? Lên đây tìm nó luôn. Ôi, nó ở dưới núi các bạn ơi. Con này lừa tình. Mày hả mày? Bắt mày luôn nha con. Liverpool luôn các bạn ơi. Dùng Whitburn nãy giờ nó thất bại hoài à. Mình xài Liverpool luôn cho nó chắc. Ok, thành công liền. Khá xịn. Vậy mới ổn chứ. Để chúng ta xem thử được bao nhiêu con Spielba rồi. Ồ, mình đã đủ 20 con rồi nè các bạn ơi. Một hàng này là 6 con. Thế chúng ta đã đủ rồi. Để mình cất cái con Vivillon này đây. Đây là con Vivillon Modern nha các bạn. Vivillon hiện đại á. Nó xuất hiện ở vùng mấy cái vùng mountain á. À quên, Extreme Hill chứ. Mình nhầm. Nay xuất hiện ở đó. Và hôm bữa mình may mắn mình gặp được nó thôi. Trời ơi, khá xịn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tiến hóa 20 em Spielba này luôn nha các bạn. Mình sẽ cho nó thành 20 dạng Vivillon luôn nha. Ok. Thì cái dạng đầu tiên sẽ ở cái vùng Mushroom Island này nha các bạn. Đây. Mushroom Island. Trời ơi, vùng của bò nấm nè. Đây là cái dạng có tên là Vivillon Archipelago nha các bạn. Rồi, để mình tiến hóa nó luôn nha. Vivillon Archipelago. Trời ơi, cái tên cực kỳ khó chịu luôn. Chắc mình sẽ cho nó Ray Candy đi. Cũng không sao đâu. 20 cái Ray Candy hả? Chắc cũng có thể là 25 hoặc là 30 cái luôn á các bạn ơi. Có thể trong quá trình tiến hóa mình có thể bị sai sót nữa đó. Rồi, đầu tiên cho con này lên con Vivillon trước rồi đã. Đó. Và đây, Vivillon Model Archipelago đang bắt đầu rồi nè các bạn ơi. Chúng ta hãy xem thử hình dáng của nó sao nào. Nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Archipelago. Nhìn nó hơi bị sẫm màu ha, nó không có nổi. Này, màu cam nâu nè các bạn à. Một dạng liền. Bây giờ mình sẽ đến với cái dạng thứ hai. Đó chính là Vivillon tiến hóa ở vùng Mesa nha các bạn. Đó. Thì mấy con Spielba nó tiến hóa lên Vivillon á khi nó đạt cấp 12 thôi. Đó, nên rất là đơn giản cho chúng ta luôn. Ok, chúng ta cái model
coi thử cái model continental của nó như thế nào đây. Continental, đó, nó đều có cái tờ riêng hết các bạn ơi. Đây, nó sẽ tiến hóa tại vùng Mesa nha. Trời, Vivillon Continental nhìn rất là đẹp luôn. Wow, con này thì tươi hơn con hồi nãy. Rồi mình sẽ đến với con thứ ba, đó chính là Vivillon tiến hóa tại vùng Root Forest nha các bạn. Đây, Root Forest. Oh, vùng cây nắp nhà. Cái loại này nó sẽ có tên là Elegant nha các bạn. Vivillon Elegant. Rồi, để chúng ta cùng xem thử nó như thế nào đây. Vivillon Elegant. Con này màu đỏ, à quên, màu tím. Màu tím đậm hơn các bạn ạ. Ui, trời nhìn nó tăm tối nha. Hợp lý luôn, trời ơi. Thêm một dạng nữa. Bây giờ mình sẽ đến với cái dạng thứ tư trong ngày hôm nay. Nó sẽ tiến hóa từ vùng Bird Forest nha các bạn. Và cái dạng Vivillon này có tên là Garden nha các bạn. Ồ, tức là khu vườn đấy. Vivillon tiến hóa trong khu vườn. Để mình coi nó sẽ có màu như thế nào đây. À, màu của khu vườn luôn, màu xanh các bạn ạ. Ui, nhìn rất là đẹp ha. Ồ, để mình ngẩng lên coi nè. Ui, nhìn đã nè. Nó có cái viền đen quanh cái cánh đó. Ui, nhìn hấp dẫn thật. Ok, mình sẽ tiến hóa thêm 5 con nữa nha các bạn. Vừa rồi là 4 con rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm 5 con nữa đi. Con đầu tiên nó sẽ tiến hóa tại cái vùng vùng gì đây? Vùng Kotaiga này nha các bạn. Đó. Đây. Kotaiga, và cái dạng này nó sẽ có tên là Icy Snow nha các bạn. Ui. Dạng băng tuyết hả? Icy Snow. Ồ, để mình coi màu nó sẽ như thế nào đây. U, màu trắng các bạn ơi. Ui, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn xịn nha. Đó, đã chưa? Vivillon Icy Snow. Ồ. Hấp dẫn liền. Rồi, đó là dạng thứ 5. Rồi. Nhìn nó phê chưa? Nhìn nó hấp dẫn chưa? Rồi, mình sẽ đến với cái dạng thứ 6. Nó sẽ tiến hóa tại cái vùng Jungle nha các bạn. Ồ, và cái dạng này cũng có tên là Jungle luôn. Vivillon Jungle. Đây. Đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Spiwa đang tiến hóa rồi nè. Chúng ta hãy cùng xem nào. Vivillon Jungle. Wow, con này thì màu nó sẫm hơn cái con Garden các bạn ơi. Và nó có cái hai cái viền cam nâu ở dưới nữa kìa. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đến với cái dạng tiếp theo. Nó sẽ tiến hóa tại vùng biển nha các bạn. Vùng beach. Đó, và nó có tên là Vivillon Marine nha các bạn. Đó. Wow, nghe cái tên là biết màu xanh dương rồi đó. Để chúng ta coi cái màu xanh dương nó có đẹp hay không. Oh, cái màu này thì cực đẹp luôn. Wow, nhìn rất là tươi các bạn ạ. Ui, hấp dẫn. Đó, nhìn xịn chưa? Vivillon Marine. Đó. Hay có thể gọi là Marine Vivillon cũng được. Dạng tiếp theo mình sẽ tiến hóa tại vùng Flower Forest nha các bạn. Rồi, dạng này có tên là Middle Vivillon nha các bạn. Middle Vivillon. Trời ơi. Chúng ta cùng xem thử nào. Này màu hồng mà ta. Màu hồng. Màu hồng cá tính. Nhìn rất là đã luôn. À, xịn chưa? Rồi, thêm một em nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đến với một cái dạng tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ qua cái vùng Extreme Hill này đi. Nói chung vùng nào có tên là Extreme Hill là được rồi. Đó, nó sẽ cho nó lên cấp. Và ở đây nó sẽ hình thành được cái dạng Modern Vivillon nha các bạn. Đó, cái dạng đó thì mình có cái con sẵn rồi. Nhưng mà mình tiến hóa luôn cho các bạn coi thử. Ồ, con này nhìn nó rất là hiện đại nè, rất là tươi luôn. Đó, xịn ngay. Sorry, Modern Vivillon. Ok, để mình lấy thêm mấy con Spiwa ra cái đã. Lấy thêm mấy con Spiwa ra nào. Hả? Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục với những dạng tiếp theo nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ qua cái vùng Swampland nha. Vùng đầm lầy. Để tiến hóa cái dạng Vivillon đầm lầy. Đó. Rồi.
Nó đang bắt đầu tiến hóa rồi cơ. Để mình coi nó sẽ lên màu như thế nào đây. Con này nhìn nó xám xám ngay cánh hả ta. Đây là dạng monsoon nha các bạn. Nó không phải là moonson mà là monsoon. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua cái vùng beach này luôn. Rồi, để chúng ta đi ra cái vùng deep ocean hay là vùng ocean cũng được. Ây da, chắc ở đây mình sẽ dùng mấy cái block để mà kéo ra các bạn ạ. Dùng mấy cái block để mà kéo ra thôi. Đó. Chúng ta sẽ kéo ra cho nó ra cái đúng cái vùng ocean hoặc là deep ocean nha các bạn. Vậy nó mới xịn chứ. Đây, deep ocean rồi nè. Phải đúng vùng này nó mới được các bạn ạ. À, đi vô trong một xíu là cái vùng bãi biển hả ta. Để mình đẩy nó ra một xíu. Đây, đúng deep ocean rồi nè. Rồi, rồi. Cho mấy nó tiến hóa luôn các bạn ơi. Đây sẽ là cái dạng Ocean Vivillon nha các bạn. Nó mang cái tên trùng như vậy luôn. Ocean Vivillon. Và màu nó đẹp vậy. Kết hợp giữa màu mặt trời và màu biển luôn hả. Ui, nhìn nó đẹp các bạn ơi. Đã chưa. Ok. Rồi, xịn liền. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái con sông các bạn à. Để mình tiến hóa cái dạng Vivillon kế tiếp nha. Nó sẽ đòi hỏi một con sông. Đây rồi, có con sông rồi. Ok, chúng ta sẽ cho cái con Spiba ra nào. Cho nó tiến hóa tại đây luôn. Ok. Xịn nha. Và cái dạng này có tên là River Vivillon nha các bạn. Nó cũng giống với lại Ocean Vivillon đó. Để chúng ta coi cái màu đó. À, màu nó cũng tương tự như vậy luôn. Nhưng mà nó không có tươi bằng. Ồ, ra là vậy các bạn ơi. Nói chung cũng tốt ha. Hấp dẫn. River Vivillon. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng Desert để mà tiến hóa cái dạng kế tiếp nha. Ô, đi lộn rồi. Cái này là Desert Temple. Mình xóa nó luôn đi. Rồi, qua vùng Desert này mới đúng nè. Đây, cái dạng kế tiếp của Spiba. Chúng ta hãy cùng xem thử nào. Và đó, đang tiến hóa các bạn ơi. Khá xịn. Đây sẽ là cái dạng Sandstorm Vivillon nha các bạn. Vivillon bão cát. Sandstorm. Nhìn rất là đã ha. Vivillon. Xịn nha. Ok, để mình lấy thêm mấy con Spiba ra nào. Mình còn 5 con hả. Chắc tí mình sẽ đi bắt thêm một mớ nữa đây. Có con Winspa nó xuất hiện rồi nè. Tập trước thì tìm không thấy, tập này thì nó tự dưng nó xuất hiện. Hết cái con Heliolis ở đầu video rồi, bây giờ tới con Winspa này luôn. Căng thật. Lượm nó ngay các bạn ơi. Trời, con này thì cực hiếm. Whipball nó liền. Trời ơi, Winspa tự nhiên nó lại xuất hiện. Trời ơi, quá hợp lý luôn. Xịn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái vùng mới nha các bạn. Đó chính là vùng Savannah nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ tiến hóa cái dạng Savannah Vivillon ở đây luôn. Đó. À, con nãy mới cấp 10 thôi. Nên chúng ta phải cho 2 viên kẹo nó mới tiến hóa được lận. Đây, Savannah Vivillon. Để mình coi màu sắc nó sẽ như thế nào đây. Nó có ống ả nên giống như Savannah không? Ui, nó là nó sự kết hợp. Nhìn màu nó, ở trên cái quả Whipball vậy các bạn ạ. Bình mệnh á, trời ơi lầy thiệt chứ. Ok, mình sẽ đi qua cái vùng kế tiếp. Đó chính là vùng Sunflower Plants nha các bạn. Vùng đồng hoa mặt trời. Đây, để mà tiến hóa cái dạng tiếp theo của con Spiba luôn nha. Đây là cái dạng Sun Vivillon nha các bạn. Sun Vivillon. Nhìn nó khá là giống mặt trời ha. Đó. Ui, nhìn hấp dẫn. Rồi, thêm một dạng nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng Island Spy này nha các bạn. Đây. Rồi, để chúng ta tiến hóa cái dạng kế tiếp. Đó chính là Tundra Vivillon nha các bạn. Tundra Vivillon. Ok. Con này thì nhìn nó màu kết hợp giữa màu tuyết và màu băng các bạn ơi. Nhìn xịn hơn liền. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi trở về nhà cái đã. Để mình tiến hóa luôn
Đây, đây là cái vùng Plains nha các bạn. Và nó sẽ tiến hóa thành cái dạng Fancy Vivillon, tức là Vivillon bình thường đấy. Để mà coi cái ông Vivillon bình thường màu nó sẽ như thế nào. Ui, à mà nó màu của đồng cỏ luôn, cũng khá là đẹp. Nhìn xịn chưa. Wow, nó kết hợp vừa với hoa luôn kìa. Rồi, cái dạng kế tiếp của Vivillon mình sẽ đi xuống vùng Nether nha các bạn. Các bạn cũng có thể đi xuống vùng DN nè, hoặc là các vùng Ultra Forest, Ultra Deep Sea và rất là nhiều vùng Ultra khác. Đây, mình sẽ tiến hóa Nether luôn cho nó lẹ. Và đây sẽ là cái dạng Pokemon Vivillon nha các bạn. Đó, để mình coi nó có giống cái Pokemon hay không. Pokemon Vivillon. Khá là giống các bạn ơi. Ui, nó nhìn đẹp liền. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, để chúng ta trở về thôi các bạn ơi. Đó, mình còn thiếu hai dạng nữa của con Vivillon. Ây da, để chúng ta đi bắt thêm mấy con Spira mới được. Ở đây nó sẽ có một vài cái dạng nó bị trùng các bạn ơi. Đó, mình bị trùng hai dạng rồi. Tại hồi nãy có mấy cái con trùng á nên mình không có quay cho các bạn xem. Ây da, chắc chúng ta phải đi bắt thêm mấy con Spira thôi. Nó trùng như vậy là chết. Tại vì mình không có đúng nó, cái biome á, nó xích sao một xíu thôi là chúng ta sẽ bị trùng cái dạng này. Ở đây mình đã có có thêm một con Spira nữa rồi. Mình đã có một con Spira rồi. Ở đây nó có thêm nữa nè. Sợ mình sẽ bắt thêm luôn. Đây, Spira. Nó cũng xuất hiện tại vùng Forest nữa, nên là bắt cho nó lẹ luôn. Đó, Leaferman. Lần này thì hết chạy nha con. Đó, một em. Đây, bên kia còn một con Spira nữa nè. Để mình qua mình lượm nó luôn. Ui, con này nó nằm ở trên núi hả ta? Ây da, để mình kiếm đường leo lên coi. Mình leo bên đây không được rồi. Leo bên đây được nè. Nó đây, nó đây. Ui, mày tính chạy đi đâu hả con? Lượm mày luôn bằng Liverpool nha. Thành công dễ dàng các bạn ơi. Trời ơi, chúng ta đã có thêm mấy con Spira nữa rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hóa cái dạng kế tiếp nha. Thì dạng kế tiếp nó sẽ nằm ở cái vùng Redwood Taiga Hill hoặc là Mega Taiga Hill cũng được các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ cho cái con Spira này lên cấp thôi là được rồi. Rồi, để coi cái dạng kế tiếp nó sẽ tên là gì đây. Dạng kế tiếp nó tên là High Plains. High Plains Vivillon các bạn ơi. Tức là Vivillon ở những đồng cỏ cao. Nhìn nó khác ha. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, mình sẽ đến với một cái dạng cuối cùng trong tập ngày hôm nay luôn. Đó chính là Paula Vivillon các bạn ạ. Nó sẽ ở vùng Frozen River và Frozen Ocean nè. Tức là những con sông hoặc là những cái biển bị đóng băng đấy. Đây, đúng cái biome này rồi các bạn ơi. Đó, cho nó lên thôi. Spira. Và lần này nó lên con gì đây? Nó lên cái dạng polar màu nó sẽ như thế nào đây? Và màu nó xanh đậm hơn các bạn ơi. Màu của băng nè. Hấp dẫn. Ok, thế là chúng ta đã đủ được 20 dạng của con Vivillon rồi. Và chúng ta cùng ngắm nhìn một lần nữa thôi các bạn ơi. Không có dạng nào bị trùng nha. Tất cả đều khác nhau hết. Không có dạng nào bị trùng luôn. Nhìn rất là hấp dẫn. Hay quá xịn. Ok, thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi bạn ơi. Ngày hôm nay mình đã thu phục 20 con Spira và tiến hóa được 20 dạng của Vivillon rồi. Nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn bên phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.